Xin chào quý anh chị, tôi là Hồ Minh Tâm. Và tôi là Trần Cao Minh. Chúng tôi là chuyên viên đào tạo sản phẩm của Mitsubishi Motors Việt Nam. Nếu như trước đây, khi cần chọn mua một mẫu xe đa dụng thì khách hàng phải quyết định rất khó khăn vì cân nhắc sẽ đánh đổi giữa thiết kế và công năng, thì sự xuất hiện của Expander đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn của khách hàng về dòng MPV 7 chỗ tại Việt Nam. Expander mang từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cho khách hàng bởi có quá nhiều điều để nói về mẫu xe này. Trên hết, đây là mẫu xe được phát triển dựa trên những khảo sát thực tế về nhu cầu và mục đích sử dụng ô tô của chính khách hàng ngay tại khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời cho vấn đề mà rất nhiều khách hàng quan tâm: liệu rằng Expander có thể thay thế cho các mẫu xe sedan? Chào anh Minh, anh có thể chia sẻ thói quen sử dụng xe ô tô của mình nói riêng và của số đông người Việt Nam nói chung được không ạ? Có lẽ tôi cũng giống như nhiều người Việt Nam khác. Ô tô được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như đi lại hàng ngày, đi du lịch cùng gia đình, chở đồ hay thậm chí là cho thuê mỗi khi xe nhàn rỗi. Với nhu cầu trên thì một chiếc xe MPV 7 chỗ đáp ứng tốt hơn hẳn so với những mẫu xe sedan. Tuy nhiên, sedan lại có những ưu điểm về thiết kế bên ngoài trông trẻ trung và hiện đại. Do đó trước đây, những gia đình trẻ hoặc có ít hơn 5 người sẽ có xu hướng chọn mua sedan. Về thói quen sử dụng xe, khách hàng cần một mẫu xe có công năng đáp ứng nhu cầu nhưng vẫn phải đẹp mắt. Tuy nhiên, sẽ không có nhiều người có thể sở hữu cùng lúc hai xe đáp ứng cả hai tiêu chí này vì chi phí sử dụng xe ngày một tăng lên và đặc biệt hơn là không có chỗ để xe. Như vậy thì theo anh, việc lựa chọn giữa sedan và MPV là sự đánh đổi giữa thiết kế và công năng, đúng không ạ? Vâng, tôi tin là nhiều người cũng sẽ nghĩ như vậy. Thế thì có phải vấn đề lớn nhất để khách hàng cân nhắc mua xe sedan là thiết kế hay không? Đúng như vậy. Xe sedan có thiết kế trẻ trung và mạnh mẽ. Đó là những gì khách hàng trẻ thường quan tâm. Nhìn bên ngoài, Expander sở hữu thiết kế Dynamic Shield rất mạnh mẽ và hiện đại, khác hẳn với nét cổ điển của những dòng xe MPV thế hệ trước. Thiết kế đột phá của Expander giúp xe có vẻ ngoài trẻ trung và năng động. So với những chiếc xe sedan thì Expander không hề kém cạnh về thiết kế. Thậm chí Expander còn trông hiện đại và đẹp mắt hơn rất nhiều. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Expander luôn nổi bật trong phố dù ngày hay đêm vì thiết kế quá ấn tượng. Một yếu tố khác mà khách hàng quan tâm là mức tiêu thụ nhiên liệu. Họ thường cho rằng sedan có mức tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn nên thường e ngại khi chọn xe MPV. Expander cũng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, chỉ với 5,4 lít trên 100 km trên đường trường và 6,2 lít trên 100 km trên đường hỗn hợp. Rất tiết kiệm nhiên liệu phải không anh? Mức tiêu thụ nhiên liệu này cũng chỉ tương đương nhiều xe sedan khác. Vậy thì tôi tin rằng các khách hàng của Expander sẽ an tâm sử dụng xe hàng ngày mà không lo lắng về chi phí nhiên liệu. Nhiều người nghĩ rằng gia đình mình có không quá 5 thành viên thì xe sedan là quá đủ. Tuy nhiên, sẽ có nhiều chuyến đi phát sinh thêm vài người thân đi cùng hay có những buổi họp mặt, tiệc tùng cần chở nhiều người thì xe MPV 7 chỗ chắc chắn sẽ đáp ứng tốt hơn. Lấy ví dụ như một chuyến đi du lịch Đà Lạt hay Phan Thiết mà có thêm vài người thân đi cùng, nếu xe chở được nhiều người hơn thì không cần phải đắn đo ai sẽ phải ở lại và mọi người tham gia càng đông thì càng thêm vui. Về việc phục vụ kinh doanh, nếu lướt qua các ứng dụng cho thuê xe tự lái, chúng ta có thể thấy Expander có mức giá cho thuê còn cao hơn cả những mẫu xe sedan cùng tầm giá, đồng nghĩa doanh thu cho thuê Expander cũng cao hơn. Không chỉ là mẫu xe có thiết kế đẹp mắt, Expander còn làm khách hàng ngạc nhiên bởi nội thất rộng rãi cho 7 người và tiện nghi đúng theo triết lý Omotenashi. Đó là tinh thần hiếu khách của Nhật Bản. Expander có ghế ngồi rất rộng rãi và không gian để chân thoải mái cho cả 7 người. Khoảng để chân hàng ghế thứ 3 vẫn rất thoải mái cho những hành trình dài. Expander có đến 45 ngăn và hộc chứa đồ trong xe. Có lẽ hiếm có mẫu xe nào có nhiều ngăn tiện dụng đến như thế. Cụ thể, xe có rất nhiều ngăn chứa đồ quanh khu vực người lái và hành khách phía trước. Độc đáo hơn, bên dưới ghế phụ phía trước còn được trang bị hộc để giày. Túi ghế phía sau có thêm 2 ngăn phụ để đồ cá nhân như điện thoại hay máy tính bảng. Nếu phần lớn các mẫu xe sedan có một giàn lạnh, thì Expander có đến 2 giàn lạnh nhanh chóng làm mát cho các hành khách phía sau. Ngoài ra, hàng ghế thứ 2 của Expander có thể trượt về trước hay gập ngã lưng ghế rất tiện nghi và linh hoạt, điều mà hầu hết các mẫu xe sedan không thể làm được. Hàng ghế của Expander có thể sắp xếp linh hoạt để tối ưu không gian chở người và hành lý. Nhiều khách hàng than phiền rằng họ cảm giác thiếu tự tin khi lái xe sedan chạy song song với những chiếc xe tải lớn. Expander với vị trí ghế lái cao sẽ giúp khách hàng tự tin hơn trong những tình huống như vậy. Vị trí ngồi trên Expander cao hơn hẳn, không chỉ giúp xóa bỏ nỗi sợ khi chạy gần những xe tải lớn mà còn giúp quan sát tốt hơn.
Không những vậy, thiết kế gương chiếu hậu tách khỏi cục A còn giúp giảm tối đa điểm mù. Anh có thấy dễ dàng quan sát xung quanh hơn không ạ? Vâng, tôi cảm thấy rất thoải mái và dễ dàng quan sát từ vị trí lái. Không những vậy, Xpander còn được trang bị rất nhiều các trang bị tiện nghi như chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động, gương chiếu hậu chỉnh điện và tự động gập gương khi khóa cửa, nút điều khiển âm thanh trên vô lăng, đáng chú ý là nút điều khiển hành trình trên vô lăng. Tôi thấy nút điều khiển hành trình này rất hữu ích. Nó giúp tôi kiểm soát được vận tốc mà không sợ vô tình chạy quá tốc độ quy định. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tôi lái xe tốt hơn trên đường trường. Điểm đặc biệt khác ở Xpander mà khách hàng đánh giá rất cao đó là khả năng cách âm cực tốt. Ít người biết rằng kính chắn gió phía trước của Xpander có khả năng cách âm tốt hơn nhờ lớp cách âm và độ dày của các kính cửa sổ lên tới 4mm so với mức phổ biến là 3.1 đến 3.5mm ở các mẫu xe khác. Bên trong xe cũng như khu vực động cơ được bố trí rất nhiều các vật liệu tiêu âm và cách âm. Chúng ta hãy cùng trao đổi về khả năng vận hành của xe. Lái xe sedan, tôi thường gặp những khó khăn mỗi khi cần vượt qua những gờ cao để vào nhà hoặc khi lên xuống phà do gầm xe khá thấp. Xpander có khoảng sáng gầm xe lên đến 205mm, lớn hơn rất nhiều so với các mẫu xe sedan. Người lái sẽ không còn phải lo ngại về việc cạ gầm khi vượt qua gờ cao hay trên những cung đường xấu. Khả năng lội nước cũng là một yếu tố quan trọng đối với ô tô vì vẫn còn những đoạn đường bị ngập nước khi trời mưa lớn và đặc biệt là đối với những mẫu xe sedan. Xpander có khả năng di chuyển trên đường ngập nước lên đến 400mm. Mức này tốt hơn rất nhiều so với các xe sedan và cũng làm giảm nỗi lo của các tài xế khi mùa mưa đến. Nhiều khách hàng khi nhìn vào động cơ 1.5 lít công suất 104 mã lực có thể sẽ hoài nghi về khả năng vận hành của xe. Khả năng vận hành của xe là sự tổng hợp của nhiều yếu tố chứ không chỉ phụ thuộc duy nhất vào động cơ. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới khả năng vận hành đó là trọng lượng xe. Hãy tưởng tượng một vận động viên điền kinh có trọng lượng nặng hơn thì khả năng tăng tốc của anh ta cũng sẽ gặp khó khăn hơn. Tỷ số công suất trên trọng lượng phần nào cho chúng ta thấy điều này. Tỷ số này của Xpander không quá khác biệt so với những dòng xe MPV có dung tích lớn hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với khách hàng sử dụng xe. Xpander hoàn toàn đủ sức giúp khách hàng thoải mái lái xe trên nhiều cung đường khác nhau, từ đường trường đến đèo dốc. Khả năng tăng tốc tốt của xe cũng nhờ vào hộp số tự động 4 cấp với ưu điểm xăng số nhanh, giúp xe nhanh chóng điều chỉnh lực kéo phù hợp để bánh xe. Một điểm đáng quan tâm nữa là hộp số tự động của Xpander có khả năng chuyển số cực kỳ êm ái. Khi lái xe bình thường, rất khó nhận ra thời điểm xe chuyển số. Mitsubishi Xpander được tích hợp các trang bị an toàn chủ động và bị động, không hề thua kém các mẫu xe sedan trong phân khúc hạng B như khung xe Rise, túi khí đôi phía trước, dây đai an toàn với hệ thống căng đai tự động, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo ASC, hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hệ thống báo động chống trộm, camera lùi hỗ trợ lùi xe an toàn. Không chỉ quan tâm đến xe, khách hàng còn quan tâm đến hệ thống phân phối và mạng lưới dịch vụ. Vâng, hiện nay hệ thống nhà phân phối của Mitsubishi đang được mở rộng nhanh chóng với bộ nhận diện thương hiệu mới tạo nên đẳng cấp riêng của Mitsubishi Moto. Không chỉ có thiết kế sang trọng mà còn thực sự tiện nghi để sẵn sàng mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hệ thống dịch vụ rộng khắp Việt Nam sẽ rất thuận tiện để cung cấp các dịch vụ bảo hành và bảo dưỡng. Đến đây thì những lợi ích của Xpander cũng đã khá rõ ràng rồi. Xpander đạt được sự hài hòa tối ưu giữa công năng và thiết kế. Cảm ơn anh Tâm đã chia sẻ. Xpander đã chứng tỏ là mẫu xe rất phù hợp với khách hàng Việt Nam nhờ vào việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Chọn Xpander, khách hàng không cần phải đắn đo việc đánh đổi mà đạt được cả hai ưu điểm cùng lúc. Khách hàng Xpander không chỉ được sử dụng mẫu xe này như là một mẫu xe sedan cá nhân mà còn phù hợp với rất nhiều mục đích khác. Chính vì vậy mà chỉ sau hơn 1.5 năm được giới thiệu đến thị trường Việt Nam, Xpander nhanh chóng đạt hơn 50% thị phần với doanh số hơn 25.000 xe. Hãy truy cập website của Mitsubishi và đến nhà phân phối ủy quyền của Mitsubishi để trải nghiệm ngay mẫu xe Xpander này. Tôi là Hồ Minh Tâm. Và tôi là Trần Cao Minh. Xin chào và hẹn gặp lại. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.